Mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Món Ăn Bài Thuốc của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Quý vị khán giả thân mến, hiện nay thì trên thị trường chúng ta thấy có rất nhiều loại nấm được bày bán phong phú hơn so với trước đây. Ví dụ như là nấm rơm, nấm mèo, nấm kim chi, nấm hương hay là nấm bào ngư. Cũng như là có một số là nấm có giá trị kinh tế khá cao như là nấm linh chi hay là nấm linh xanh chẳng hạn. Và nấm thì cũng có rất nhiều chất ngọt cũng như là thơm ngon, cho nên chúng ta sử dụng rất nhiều trong bữa ăn hàng ngày. Hay như những người ăn chay thì chúng ta sử dụng nấm như là một thực phẩm chính thay thế các thực phẩm khác, đúng không ạ? Như vậy giá trị dinh dưỡng của nấm như thế nào? Có những loại nấm nào mà chúng ta không nên sử dụng thường xuyên hay không? Hãy cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay cùng với sự xuất hiện của Lương Y Nguyễn Công Đức quý vị nha. Thế Lê, xin chào Lương Y ạ. Vâng, chào Thúy Liễu, kính chào bà con đang xem đài. Vâng, thưa Lương Y, ngày hôm nay chúng ta nói đến về nấm đi. Có thể nói là kính thưa các loại nấm trên thị trường hiện nay, đúng không ạ? Vâng. Và trên bàn thì Thúy Liễu thấy cũng có rất nhiều nấm đây. Thì trước hết thì chúng ta có thể nói đến hai cái loại nấm trên cái bàn này, thưa Lương Y. Vâng, kính thưa bà con, chương trình của chúng ta là Món Ăn Bài Thuốc. Như vậy thì ta nói món ăn nên thuốc hay là bài thuốc hay là thức ăn là thuốc cũng được. Tuy nhiên có những cái mà nó cho là người ta đồ thổi nó lên, nó là giá trị, nó là thần dược, nó trị ung thư vân vân. Nhưng mà nó có một cái loại nấm mà rất là đơn giản là thức ăn bình thường. Nhưng theo tôi nó là giá trị, nó là số 1 mà người ta không để ý tới. Vâng, cái thứ nhất là lâu nay tại vì bệnh thì nó cũng khá là nhiều. Mà người ta bảo là nghe ở đâu là cây gì, thuốc gì mà trị được ung thư thì người ta lại đi tìm. Trong đó có một loại mà gần như nó nổi tiếng mà có thể nó thổi cái giá nó lên rất là cao. Đó chính là nấm liêm xanh. Hay bà con xem đây. Cái là nó ký sinh trong những cái cây liêm ở trong những cái rừng á, không? Rồi có cái độ ẩm rồi là đây. Chúng ta thấy ở dưới này nó có màu, nó đất của đất là đã nó mọc lên thế này, thế là gặp một đám là mừng dữ lắm. Đây, đây là nấm liêm xanh. Thế bây giờ liêm xanh thì cái giá trị nó như thế nào? Đối với dĩ nhiên ăn thì không được rồi, nhưng mà trị bệnh thì là nó hỗ trợ trong những trường hợp nào điều trị ung thư. Vì sao? Vì nó nâng sức đề kháng của cơ thể, đồng thời nó ngăn ngừa các cái tế bào ung thư phát triển. Có nghĩa là nó có tham gia trong cái việc mà bệnh ung thư rồi. Cái mà đơn giản nhất là mỡ máu. Thí dụ như ta đi thử máu về thấy cholesterol cao, rồi thấy là rối loạn chuyển hóa mỡ, thì cái nấm liêm xanh là một trong những cái loại nấm mà nó tham gia trong cái việc mà hạ được cái mỡ máu. Cái thứ hai nữa là quan trọng, uống thường xuyên cái nấm liêm xanh nó ổn định được huyết áp. Cái đó là cái công dụng tiếp của cái nấm liêm xanh. Và một cái đặc biệt nữa, nó là giải độc gan. Giải độc gan nghĩa là sao? Tức là chức năng gan suy giảm thì nó, thứ nhất nó làm cho tăng men gan, cái thứ hai nó biểu hiện ở bên ngoài là ngứa thì gãi nhiều, hoa đó là thì nó giải độc được gan thì nó không có ngứa nữa đó. Và đi xét nghiệm máu thì thấy lúc này, hồi xưa thì men gan nó cao, bây giờ nó đã bình thường rồi, thì cái đó gọi là giải độc gan nhờ cái nấm liêm xanh này. Và một cái rất là đặc biệt là quý ông là thường xuyên là ăn đồ lòng, các cái chất mà nó purine nó nhiều, nó gây ra, nó làm cho tăng cái acid uric, đó là bệnh gút hay còn gọi là bệnh trống không. Như vậy thì cái nấm liêm xanh nó làm hạ được cái acid uric, trị được cái bệnh gút. Cho nên tóm lại là nấm liêm xanh nó có giá trị trong nhìn điều trị bệnh nhiều hơn. Thế bây giờ mình sử dụng như thế nào là tốt? Thế này thì có cái phần mà nó dơ thế này đi, tại vì nó là đất nên không có gì. Cái phần mà nó đẹp đẽ, nó sạch sẽ trở lên, nhất là cái phần mà nó bám ở trên là bà con nên giữ. Nó là polysaccharide, là một cái chất đặc biệt để mà khống chế được các cái
tế bào ung thư thì chúng ta không được bỏ nó mà phải giữ nguyên nó. À, thì xay ra, xay nhuyễn ra hoặc là thái, thái mỏng ha, thái mỏng như thế này thôi. Rồi nấu, nhớ là nấu chứ còn hãm nước sôi thì nó không có ra. Cho nên là phải nấu, mà nấu phải là 15 phút trở lên nó mới ra thuốc. Thì mỗi ngày chúng ta cần có 20 gram thôi. Cái đó là nấm liêm xanh. Dạ. À, có lẽ là ta nói luôn cái có trên bàn, thì cái mà chúng ta quý đó chính là cái nên là nấm linh chi. Dạ. Nó có mấy loại, linh chi đen, linh chi vàng, linh chi đỏ. Việt Nam ta là linh chi đỏ. Dạ. Trên bàn mà Thúy Liễu cầm đây là nấm linh chi của Việt Nam mà mình trồng, nó là linh chi đỏ. Dạ. Cái giá trị nó là cái bột phấn ở trên nó dơ đó. Còn cái mà nó to thế này, này là linh chi mà này của Hàn Quốc. Dạ. À, thì nó thấy to nó như thế này nhưng mà trên này nó sạch sẽ như thế này thì là giá trị nó không có. Mà mình cầm tới mình tay nó dơ thì chính là polysaccharide, là cái giá trị nó ở trên cái bề mặt của cái nấm linh chi. À, đó là cái giá trị của nó. Thì chúng ta biết rồi, dĩ nhiên nó tốt cho sức khỏe thì nó bổ tim an thần, đặc biệt là trị được cái dị ứng mệt mỏi, rồi chức năng phổi nó cũng kém ha. Mỗi ngày 20 gram, rồi cũng thái mỏng như thế này thôi. Người ta có nhiều các nhà khoa học là không cho xay, tại vì ông cho ông bảo là nếu mà xay trong quá trình mà nó cọ sát á, giữa máy với lại cái dược liệu thì nó làm cho biến đổi các cái hoạt chất ở trong cái nấm linh chi, cho nên tốt nhất là ta cứ thái mỏng như thế này, rồi 20 gram cho mỗi ngày, cứ nấu 15 cho tới là 30 phút rồi uống cả ngày luôn. Và một cái đặc biệt của cái nấm linh chi đó là nó ổn định thần kinh. Rồi. Dạ, Thúy Liễu thấy kế bên chúng ta có một cái mâm rất là nhiều loại nấm đây. Nấm bào ngư, nấm hương, nấm đùi gà, nấm tôm cô, nấm rơm, nấm mèo. Và đây là nấm kim châm đúng không ạ? Nấm kim châm. Dạ, như vậy thì những cái loại nấm này thì nó có giá trị dinh dưỡng như thế nào? Và nó có loại nấm nào chúng ta không nên dùng không thưa Lương Y? Cái dinh dưỡng thì là chắc chắn rồi. Nói về nấm mà. Có người đặt vấn đề là nếu dù nó dinh dưỡng nó nhiều, đạm nó nhiều như vậy, dùng nó bị gút, yeah, nó bị các cái bệnh khác không? Thì xin thưa là riêng nấm là không có, yeah, không có cái nào cũng tốt cả. Mỗi cái nó có một cái tốt. Yeah. Thì có lẽ ta nói trước là cái nấm rơm đi ha, yeah, nấm rơm. Yeah. Thì đây bà con thấy cái công dụng của nó như thế nào mà tôi lại đặt cái vấn đề mà nói trước. Thứ nhất là nó trị được di tinh, cái thứ hai nữa là trong cái nấm rơm nữa là liệt dương ha, trên bảo mà dưới không nghe. Cái thứ hai nữa lại là sớm xuất tinh sớm, hay là một cái nữa rất đặc biệt đó là đi tiểu mà không tự chủ là chức năng thận nó suy giảm. Và ngoài ra cái nấm rơm nó làm giảm được cái cholesterol, giảm cholesterol trong máu, đặc biệt là phòng được cái ung thư ha, ít ai mà lưu ý tới cái này. Rồi một cái nữa là trị thiếu máu, có nghĩa là thiếu máu do thiếu sắt, sử dụng nấm rơm rất là tốt. Như vậy thì sử dụng như thế nào? Mỗi ngày chúng ta xài tối đa là 100 gram. 100 gram. Yeah. Mình ăn có thể là mình nấu canh, mình xào, ha, mình kho, mình để ăn lâu. Nhưng mà kho thì thường là nó mặn nó nhiều cho nên nó ảnh hưởng đến cái huyết áp. Cho nên là tốt nhất có lẽ người ta xào, ha, xào ăn, ha, là ăn nhiều bữa. Ha. Rồi là đặt cái nấm rơm là số 1 nha, số 1 trong tất cả các loại nấm. Kính thưa các loại nấm nhưng mà nấm rơm là số 1. Dạ. À, đó là vì nó tham gia trong cái bệnh của đàn ông là nhiều hơn. Dạ. À, một cái nữa mình thấy đó là mình gọi là mộc nhĩ, tức là cái lỗ tai mà bằng gỗ ở đây. Nó có một miếng là mình nhưng mình ngâm nó to như thế này. Dạ. Ngâm thì tôi gọi là nấm tai mèo, còn gọi là mộc nhĩ. Có hai loại, một loại đen và một loại trắng. Cái này là đen ha. Cái màu đen thì nó quy kinh thận, nó quy kinh can thì nó rất là tốt. Cho nên cái nấm tai mèo này nó làm tăng cái khả năng miễn dịch của cơ thể, tức là tăng cái đề kháng của cơ thể lên. Vì sao? Vì trong này cái hàm lượng canxi nhiều nè, magie nhiều nè, sắt nhiều nè ha, có lưu huỳnh một ít nữa, cho nên nó làm giảm được cái cholesterol trong máu, làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể chúng ta, là vì nó antioxidant, nó chống lại những cái khác. Một cái đặc biệt nữa là nấm tai mèo này là trị được cái bệnh rong kinh. Rong kinh của phụ nữ thì một lần dùng là 100 gram, sau
sao cho nó cháy cháy đen lên rồi có thể uống trực tiếp ha. Rồi nó trị được cái ho ra máu ở nhuận trường đó. Đó là cái nấm tai mèo. Kế đó là nấm hương. Nấm hương thì đặc biệt nó bổ dưỡng, và riêng trong này á, cái nấm hương là nó trị được cái viêm loét dạ dày tá tràng, còn các cái nấm khác thì nó cũng là bổ dưỡng thôi. Dạ. À, đó cái nấm là... hương thì cái liều lượng dùng như thế nào thưa đương? Để trị viêm loét dạ dày tá tràng có lẽ ha, chúng ta thái mỏng ra, hơi khô sao cho vàng rồi tán bột mịn, ngày uống 3 lần trước khi ăn, mỗi lần là nửa muỗng cà phê, trị viêm loét dạ dày tá tràng. À, cái đó là cái công dụng của các loại nấm. Sơ bộ thì như thế, nhưng mà mỗi cái đó còn có những cái giá trị và những cái công dụng khác. Nhưng mà trong cái thời gian có hạn thì chúng ta có thể là ngừng ở đây. Dạ, vâng. Như vậy thì trong số những loại nấm này thì có cái loại nấm nào chúng ta không nên sử dụng thường xuyên, hay là chúng ta có những cái lưu ý nào đối với những người mà có cái bệnh nền thì không thưa lương y? Nó có giá trị với tất cả những người mà có bệnh hoặc là không bệnh, tức là nó tăng cái dinh dưỡng. Nhưng mà cái chúng ta lưu ý đó là ngộ độc nấm, cái này rất là quan trọng. Dạ. Mà thường thường là ngộ độc là nấm mối, và xử trí cái ngộ độc đó là bằng cách chỉ có đem đến bệnh viện nó xúc ruột thôi. Dạ. Chứ đừng để ở nhà là nó ra nhiều mồ hôi để đi đến là suy kiệt. Vâng. Dạ, vâng. Cảm ơn Ly rất là nhiều ạ. Vâng. Quý vị khán giả thân mến, thông qua chương trình ngày hôm nay, đặc biệt là phần chia sẻ của Lương Y, thì chúng ta đã hiểu rõ được hơn giá trị dinh dưỡng của từng loại nấm không ạ? Và cũng lưu ý của Lương Y là chúng ta cũng không nên sử dụng những loại nấm mà chúng ta không biết rõ nguồn gốc, đặc biệt là tự hái. Và đến đây thì chương trình Mỗi Bài Thuốc cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.